Cả nhà ơi, ăn cơm xong rồi giờ bưng trái cây ra ăn mặn cho mua hôm bữa mà nó không được ngọt. Mà những cái cam, cam sọt. Hà Na nó phái ăn cam sọt. Kính mời bà cô chú cùng ăn với con đi. Kính mời ông bà cô chú ăn quay vô. Đúng không? Kính mời ông bà cô chú cùng ăn nha bà nha. Ừ. Ôi, nó làm lắm. Cam sọt ngon lắm ông bà cô chú ơi. Cam sọt cái bà cố cho đúng không? Ăn ra. Dạ. Được. Mặn. Mặn lạc nhất à. Ngủ vào ngoài đi. Nhớ ăn, nhớ ăn. Ngủ con ngồi đàng hoàng nè, mẹ đang ấy gọt da mà nguy hiểm à. Nó khoái ăn cam nên nó ngọt, ngon. Dạ nữa đi. Ai cho? Bà cố. Vậy đó hả? Trời ơi, vậy mà bà ngoại không biết nữa chứ. Hôm nay giỏi quá. Trời bà cố. Trời ơi, ai cho? Bữa là ai nè? Làm kì vậy con? Bé vậy. Còn bữa có ai cho? À, bữa hả? Bữa... Bữa... Bữa bà nào? Không phải. Thì ai nữa? Bà Nam có nữa. À bà Nam cho hai cái bữa. Ừ. Rồi ai nữa à? Ai nữa? Ai nữa nè? Bà có nữa. Bà có, đúng là bà có. Có ai có nữa, rồi ai nữa nè? Nhớ lại coi, còn người nữa. Hay nữa. Đó là này. Bà gì mà quá xong á. Bà gì Nam thích nhất đó. Bà gì mà đi quá xong á. Bà Út. Phải không? Của bạn ham Út cho. Nãy quên nha. Cái này quên không? Út. Nam quay video đó bắt nhạc nó dính bản quyền đó. Cổ. Cổ tắt nhạc đi. Cổ tắt nhạc đi. Gần 6 câu lần cổ ông ơi. Về lúc này về Việt Nam nói tiếng Việt nhiều lắm luôn bà cô chú. Ai cũng cưng hết trơn, cưng như cục vàng ngọc kia đó. Về qua đây mà mấy bà tám giác vậy đó. Khỏi thăm. Mà tám mà không có cho. Mà không có cho khen không? Không cho khen. Chơi nữa đi, có nữa không? Nó hoài. Nó biết. Vậy là được rồi. Đàng hoàng không? Mà nó đàng hoàng. Mà nó chơi nó không được. Phải khen nó mới được. Bởi nha xanh này chín quá nó cũng bị lạc. Sao quá. Hồi nó ăn hết trái cam sọt luôn mà chú hồi nãy ăn nửa trái rồi đúng không mẹ? Nó có nhỏ ngon mà nó khen ngon mà. Ngon quá, ngon quá. Giờ trái nè cũng thích. Nè, ăn nữa thôi. Ăn cam nữa thôi. Trời, nó còn hỏi mẹ nó chứ ăn cái trái cam này có nguyên vitamin C gì nữa. Người nó dặn nó ghê đi. Bảo không vitamin hả mẹ? Mẹ ơi, có nữa không cho mẹ đi. Mẹ ơi, không cho mẹ đi. Ăn bữa đó không? Ăn bữa đó được không? Không. Cho vậy ăn cam mới được hả? Ăn cam. Vitamin cho mẹ cho nó. Bữa cũng có vitamin là giống cam mà. Con bỏ đi, mời rồi ăn cam nữa nha. Giờ mẹ làm biến nó với lấy quá. Bữa tốt cho mẹ hiệu quá. Ừ, ăn bữa cũng tốt lắm nè con. Cam cũng tốt mà bữa cũng tốt giống nhau luôn. Cái khăn nó sạch không mà con lau rồi con ăn vậy. Là tay được. Nhai nút hết được con à. Nhai nút hết. Làm nhai nút hết cái nút hết được. Cũng đa. Mày ăn cũng sạch. Dạ. Hả? Vitamin C. Ừ, vitamin C. Ăn nút hết.
Vuốt hết cho mẹ, mẹ gỡ vỏ ra hết là con không có cài cái nhã cái gì trên. Nó ăn không mà con chú nó nuốt hết nếu cái nhã cái xác kìa. Không ngon hả? Không ngon mà trái cam hả? Thấy ăn cam mà để ngon mà ngọt ngay hả? Mà lấy thì ngọt. Mấy chú mà lấy cam. Để mà ngọt ngủ luôn á. Để mà ngủ luôn á. Không ăn rồi. Để ăn đi. Ngon cam hả? Muốn ăn cam hả? Rồi vậy mẹ đi lấy cho ha. Cam ngon quá. Cam mà cố cho ngon quá. Cam bà cũng cho ngon quá. Cam bà tám cho cũng ngon quá. Bà tám không có cam. Bà tám hái của bà cố. À biết hả? Con lại con nói với ba nè. Ba ơi à, ba Bethana Modenji, no mu ma shisayo. Bethana Modenji, no mu ma shisayo. Thôi con chấm chấm cái dao mẹ đang gọt nè, chấm chấm nha. Nắm đi, làm nắm đi. Làm gì? Làm nắm đi. Làm nắm là gì? Bà quải chấm nhau một hay. Thôi làm mồi. Làm nắm đi. Dạ không ăn cam nữa hả? Chạy ra chuyện té nha cục vàng. Cục cứt. Không có. Không có hả? Kêu thấy các bạn lên ký không? Mày chấm. Rồi ngồi xuống đây, mẹ đang ấy chào con. Con quá miệng trơn, mẹ giữ nha. Con ăn cam nè. Con thấy không? Dạ. Con có quất miệng trơn không? À, ba. Ba. À, giỏi quá. Mẹ con ăn cam nè. Chị con không cho mực. Cảm ơn mẹ không? Có cảm ơn mẹ không? Con. Ủa trời, ăn cho chồng mà con chút. Đây, mẹ nha. Đừng có nhẹ con. Ăn đàng hoàng chứ. Ăn nghĩ của không có được đó nha. Cam mà cố chồng cực khổ đó. Không ăn nghĩ của rồi. Không ăn nghĩ của rồi hả? Phải tất cả ăn nhau nên đi rồi đó. Tí đi, tí đi. Hành cái miệng gọt luôn. Cái này phải gọt cho mẹ gọt cho con ăn vậy nè, nó ngon hơn, đúng không con? Cạp đi chứ ngon. Mà con cạp cái miệng thấy bự quá trời, mỏi cái miệng nè. Cạp không có sạch nè. Cạp gì đau mẩu quá nè. Nhất một chút cửa tay. Cạp như vậy đấy. Hả? Ăn về ổ lắm thấy không? Bị cổ lắm thấy không? Ăn khoảng trăng nó sạch sẽ là ngoài. Còn miếng này nè không? Nè. Nè cái này mẹ gỡ cho con nè. Ngon hơn nè.
Rồi. Cắn luôn rồi, cắn vỏ ăn luôn rồi. Nhả bỏ đi. Ăn được luôn à? Ăn được luôn rồi. Ăn được luôn rồi. Nhìn nhắc à, ăn nhắc à. Trời. Ăn dữ dằn trời. Đó. Sạch sẽ không? Ừ, sạch sẽ rồi. Mẹ nói thì hồi nãy là nó ăn không sạch sẽ không bà cô chú. Cái nó ăn sạch sẽ là đưa cho bà cô chú coi nè. Cầm này đem cầm này coi. Nè hồi nãy nó ăn vậy nè, bà cô chú nó ăn vậy nè. Mẹ nói con ăn quỷ của quá. Cái xong nó ăn vậy luôn nè. Nó ăn sạch sẽ vậy luôn nè bà cô chú. Dữ dằn thiệt chân gái của mẹ. Ăn là không có được quỷ của biết không con. Ăn quỷ của là mai mốt không có ăn đâu đó. Ướp rửa làm nặng à. Mà lấy nó ướp à. Ăn làm nó có nước. Đi ngủ mẹ lau mình cho con rồi đi ngủ nha. Nó có nước. Làm nó không thích. Muốn ăn này nữa. Muốn ăn này nữa hả nè. Ăn nha cho. Trời nuốt chưa rồi ăn nữa nha. Nuốt cái hả. Quá trời cam Việt Nam ngon quá hả con. Oden chìa, Bethlehem Oden chìa, Nomomacic chìa. Mời điện bà cố nói nha, bà cố ơi, còn cam không chừa mới mốt. Na về nó ăn nữa nghe, cam bà cố ngon quá. Nha, yeah. Nhìn đây. Mời điện bà cố nha con. Lột ra cho con hay là cho con cắt vậy cho con cạp? Cắt chìa cho con cạp. Nói bà cố ơi, chừa cam cho na nha, mới mốt na về nó ăn nữa. Cam của bà cố ngọt quá à. Nhớ mời nói nha. Để bà cố ăn sạch sẽ luôn bà cô chú ơi. Để bà cố có cho hết cái gọi về không có ăn. Gái của mẹ ngoan quá. Nói ăn sạch sẽ là ăn sạch sẽ luôn đúng không con? Dạ. Mặt máy chắc bắt vô điện thoại chắc bị ồn quá. Mà kệ đi chứ bé Nam nực mà biết sao nhỉ. Hết nực rồi. Hết nực rồi hả? Dạ. Tắt nha. Thôi đi để đại. Tắt không con? Tắt cái nó nực nè. Tắt nực không con? Dạ. Tại nãy chạy. Đó trời. Nói ba đi Odenji, Bethina Odenji, Nomo Magic Sassi vô. Anh nhớ không? Tới hẹn, để mời ăn. Tính cho ăn bữa cũng ngon lắm chứ bộ, bữa ăn tốt lắm chứ bộ mẹ. Ừ, mà nó không hết á. Ý con tốt. Ý con tốt. Dưới đi trời. Ui, quá trời nè. Cam hái này nó ngọt ha. Để lâu lâu. Để hai bữa ngọt. Ừ, ăn liền nó ngọt. Chua. Nhớ mời điện vào tối nha con. Nha. Mà em thân. Điện vào tối kêu vào tối chừa cam cho na nha. Mà gì con? Em thân ơi tôi sạch sẽ hết trơn. Ừ, nó nói ăn như vậy sạch sẽ nè mẹ. Ăn như vậy là nó trở nên nó sạch sẽ nè. Chắc. Ừ, giỏi quá trời. Nữa không con? Không. Không ha, nhiêu được cái hát con hát. Dạ. Bây giờ ba. Bây giờ chơi hả? Chơi 50 hả? Dạ. Đi lại. Bà chấm đi. Đi lại lấy cái khăn ướt kìa, lau cái tay con nít chịch với cái miệng con nít chịch thì nó ngọt á. Tay con không? Chơi chấm đi rồi mẹ lau mình nha. Rồi, để lại đi, để lại cái mặt nha con. Trốn nhầm chưa? Chín nha.
để ta cái bà đúng nhất 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 để ta.